Sản phẩm sẽ gồm có hộp cáp sạc theo máy, hai dây đeo, khung xốp có đường chống sốc cho sản phẩm, cây đối sim, sách hướng dẫn pha tiếng Anh và tiếng Việt nhé. Sản phẩm mới trên màn hình sẽ có một miếng đề can chống trầy xước nè. Nhấn giữ nút nguồn tắt và mở máy, mic và lo, dây gắn hai đầu, bên này ghim sim và cáp sạc, còn mặt sau là màn hình chip cảm biến. Bây giờ mình sẽ test sạc và test nguồn. Sạc ok, nguồn ok. SIM gắn vào đồng hồ thông minh yêu cầu SIM mạng 4G hoặc 5G, đăng ký gói cước lên mạng, nạp tiền trước khi gắn SIM vào đồng hồ, gắn theo hình có sẵn ở trên khay nha. Bây giờ sẽ test cảm ứng, test email, cuộc gọi hai chiều và mic của đồng hồ. Đây đã là cài ngày giờ và cài đặt ngày giờ đầy đủ hết rồi nè, có sóng tức là đã nhận sim nha. Cảm ứng ok, email nè 30228 năm số cuối, mình thoát ra mình thực hiện cuộc gọi. Alo, alo, alo. Cuộc gọi đi ok nhá, mất đồng hồ ok. Bây giờ sẽ là chiều ngược lại này. Quay, quay. Chiều gọi đến cũng ok và mic đối diện cũng ok luôn, thì sau đó thì mình sẽ thoát nó ra. Đây mình vô đây nha, tắt nè, là đã kiểm xong hết rồi nha, thì mình cho nó vô bọc thôi.